Trương giang hớ miệng tiết lộ về lễ cưới thật của puka và diên tuấn kiệt bí mật bị phơi bày puka diên tuấn kiệt là cặp đôi được dân tình yêu thích liên tục ghép đôi vì sự dễ thương hài hước Cách đây chưa lâu, trong một buổi phỏng vấn, Puka đã thẳng thắn thừa nhận chuyện cô có người yêu. Cô cho biết may mắn được bạn trai hiểu tính chất công việc. Về phần Jin Tuấn Kiệt, anh chia sẻ ngày xưa vạch cho mình cột mốc là năm 30 tuổi sẽ lấy vợ, thế nhưng đến hiện tại thì không. Mới đây, nghệ sĩ Trường Giang đã có những chia sẻ bất ngờ xoay quanh mối quan hệ của hai đàn em thân thiết là Puka và Jin Tuấn Kiệt. Theo đó, tại sự kiện khai trương quả năm mới, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết đã có mặt để chúc mừng Trường Giang, trong đó có streamer Misty. Khi bắt gặp Diên Tuấn Kiệt, Misty đã hỏi thăm nam ca sĩ. Cô cho biết cách đây chưa lâu có thấy những hình ảnh đám cưới của anh chàng và Puka. Nhắc đến điều này, Trường Giang bất ngờ quay sang giải thích. Đám cưới đó là đám cưới giả, đám cưới chương trình thôi, còn đám cưới thiệt thì... Biết bản thân hớ miệng và có nhiều ống kính máy quay, Trường Giang chỉ cười, Gin Tuấn Kiệt cũng đổi hướng câu chuyện sang chủ đề khác. À bây giờ mình tới tiếp mục gì anh? Tiếp mục gì? Xin Tuấn Kiệt phản ứng sau những chia sẻ của Trường Giang, Khoảnh khắc Trường Giang suýt hớ miệng tiết lộ lễ cưới của Puka và Diên Tuấn Kiệt đã khiến dân tình xôn xao. Nhiều netizen không nhịn được cười trước phản ứng của nam nghệ sĩ Hải Sứ Quảng và Diên Tuấn Kiệt. Số khác cũng được dịp đẩy thuyền, đốc thúc cả hai sớm công khai tình cảm. Về chung một nhà, cách đây không lâu, nữ diễn viên Puka cho biết bố mẹ cô liên tiếp nhận được những cuộc gọi từ họ hàng, người thân sau khi hình ảnh diện váy cô dâu xuất hiện bên Diên Tuấn Kiệt tràn ngập mạng xã hội. Ba mẹ bị sang chấn tâm lý là do có quá nhiều cuộc gọi từ dòng họ, bà con, bạn bè. Hỏi ba mẹ là tại sao đám cưới không mời, có nghĩa là mọi người tưởng thật, Puka chia sẻ. Về phía Diên Tuấn Kiệt, anh cũng cho biết gia đình rơi vào trường hợp giống như Puka, Diên Tuấn Kiệt chia sẻ. Xin cũng bị trường hợp giống như chị Puka, mới đây, ba mẹ bị gò hàng này kia gọi cho nói, sao làm đám cưới hồi nào, tụi nó làm đám cưới với nhau mà sao không mời đi, này kia các kiểu y chang luôn trong chương trình hành trình rực rỡ xin tuấn kiệt và puka đã hóa thân thành cô dâu chú rể tái hiện lại đám cưới miền tây dù chỉ là đám cưới giả nhưng puka và diên tuấn kiệt vẫn cùng uống rượu ra bôi trong nhận cưới sánh đôi chào quan khách không khác gì một lễ cưới ngoài đời thực người hâm mộ yêu thích cặp đôi bày tỏ sự thích thú và mong chờ sẽ được chứng kiến ngày vui của cặp đôi trong tương lai gần xin tuấn kiệp và puka là một trong những cặp đôi vừa nghi vấn hẹn hò được dân mạng để thuyền nhiều nhất hiện nay thậm chí khi cùng tham gia các chương trình game show cả hai thường xuyên bị các nghệ sĩ khác như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ninh Dương Lan Ngọc, Trêu Gẹo và Gặp Cặp vào ngày tối mùng 8 tháng 8. Puka và Dinh Tuấn Kiệt đã cùng xuất hiện trong live stream. Tại đây, cặp đôi lên tiếng chia sẻ về hôn lễ đặc biệt trong chương trình truyền hình Hành Trình Rực Rỡ. Puka từng lên tiếng chia sẻ về chuyện kết hôn. Đến giờ thì ba mẹ tôi đã không còn kiên nhẫn để hối chuyện đám cưới. Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều đến việc kết hôn. Đâu phải thấy người ta kết hôn là mình cũng phải kết hôn cho bằng được. Khi ở tuổi 27, 28, tôi suy nghĩ khác, luôn mong muốn có một đám cưới như thế này, thế kia. Còn hiện tại, khi qua tuổi 30, tôi lại nghĩ rằng sao cũng được, miễn là phải vui vẻ. Dù vướng nghi vấn hẹn hò tình cảm, nhưng tới nay, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận.